Tôi là tên Phan Văn Sinh, cấp bậc trung sĩ, cơ quân 70 70 109 227, thuộc đại đội chính xác 48/18 bộ binh KBC 3045. Tôi đi đến năm 1968, đến năm ngày 2 tháng 6 năm 1974 tôi đã bị thương, hy sinh mất một phần thân thể tại chiến trường An Điền, Rạch Bắp, căn cứ 82. Hồi tôi đánh trận năm 70 71, rồi tôi đánh trận ở bên Campuchia. Tất cả anh em đã hy sinh nhiều lắm, tôi thì còn sót lại được hai anh em là Campuchia tại đồn 45 Hán Karem đó, là năm 70 71. Còn sang năm 73 73, thì 71 72 73 thì đánh ở Long Điền Đất Đỏ ở Bình Ti Phước Ti gì đó, ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu đó. Và trận cuối cùng này nè, là đánh tại Rạch Bắp là rất là nặng nề, thương vong rất là nhiều đó, anh em được chỗ đất này hy sinh rất là nhiều, bạn bè mỗi người mọi nơi hết, có người ra đi không còn một miếng thịt luôn, nó thẳng ra không còn ai gọi lụm từ miếng luôn đó. Thành thử ra gì cái chỗ đó thì những anh em nào mà cùng đơn vị đó, cùng đơn vị khác đơn vị giống vậy, hồi đó tình quân đại chiến binh mà thì không có phân biệt cái binh chủng nào hết đó. Chứ dần giờ tôi còn sót lại ở đây, bây giờ những ngày lớn tuổi rồi cũng như những ngày cuối đời rồi, không còn cái gì nữa, không còn hy vọng gì nữa hết. Thì bây giờ nhờ các bạn, các anh em tình quân đại chiến binh ngày xưa giúp đỡ đó, hàng năm chỉ giúp đỡ về gửi về cho cha gửi về cho tôi thành thật chắc là đội ơn, cảm ơn rất là nhiều. Cái ngày tôi mới vào quân trường, đã mới vào binh trường, lúc đó tôi học ở không học bài, tôi học ở trên Quang Trung, học ở trên cái gì trên Củ Chi. Thì lúc đó anh em tôi mới vô học thì chẳng biết gì hết, thì đêm nó nằm thì bị pháo kích vô, là lớp học trường học gì thầy trò gì tiêu tan hết, người sống người không còn miếng thịt đủ cho lung tung hết. Rồi sau này khi mà tụi tôi học xong cái khóa đó rồi, được ra trường, tụi tôi được đưa về căn cứ Long Giao. Về căn cứ Long Giao đó, căn cứ Long Giao đã của trung đồn 48, tôi về đó. Còn mới được ban đầu tôi về tôi ở tiểu đoàn 3, rồi sau này bắt đầu chuyển tôi ba đại đội chính xác 48 do thiếu úy Phan Văn Sửa chỉ huy. Trung tâm trung đoàn trưởng là Nguyễn Quốc Linh là trung đoàn trưởng, còn tư lệnh sư đoàn là ông Lê Minh Đạo, trưởng tướng Lê Minh Đạo, tư lệnh sư đoàn. Tôi về sống nó được, tôi tính ra tôi đóng cũng được ra là gần 10 năm. Đó. Chuyên môn đi chiến đấu không, không có lúc nào mà ngơi nghỉ hết. Đó. Bị thương là không biết nhiều lần lắm rồi, thì nó thẳng nhẹ có, nặng có, mà chút cái trận cuối cùng này là tôi bị nặng. Đó, tôi bị nào mắt nào chân, hai chân đều bị hết đó, bây giờ chỉ cứu được một chân, còn một chân là hư hết rồi đó. Nó thì nhiều lắm có tôi là còn viên, tại vì nếu cưa là cưa hết, nếu cưa là phải cưa hết. Thành thử lúc nào nói với chị Mỹ đó, thôi để dưỡng lại, cái nào xài được là xài, cái nào không được lại chân cẳng tôi nè. Cô thấy không nào, lỗ không, cô dòm thấy cái lỗ nè nè, dưới này nè, có thấy cái cẳng này hồi đó đứt, bẻ cái cẳng lên đây luôn, đứt luôn đây luôn nè, còn dấu vết nè, đạn hiện giờ trong đây còn hết, đạn đi còn rất là nhiều, cho nên giờ trời lạnh tôi phải thay dầu nhiều lắm đó, chứ quấn này cái trời lạnh là không được. Nhiều anh em tối nằm chung, ngồi ăn cơm chung nữa, ở Đồng Khánh ngồi ăn cơm chung mà ăn cơm không được ngồi trên bờ nữa, người đứng ở dưới cái dạ tông hào nè, đứng hai bên chính giữa là nguyên hàng dừa sắp cơm như để đó, mới giờ cầm đồ chưa múc, để nguyên cái nồi cơm chưa múc, nguyên cái nón sắt, hầu là nón sắt cơm chưa múc gì là nghe cái chắc chùm cái thân kia nó ụp vô trong đó, máu phun đó, rồi anh em ăn gì nữa là bắt buộc phải bỏ, phải lo lo cho thằng bạn mình rồi. Anh những anh em hình ảnh mà tôi trong cái đơn vị tôi vẫn còn, mà bây giờ mình chỉ nhớ bạn bè chứ những người mất người đồ nhiều lắm. Tôi còn cắt trong này là nguyên cúng anh bum luôn, cúng sổ tay luôn. Mỗi anh em mà khúc lúc học quân trường ra rồi mỗi người cuốn chỉ yếu á, mỗi người cuốn nhiều lắm. Trung tướng Lê Minh Đạo ký đó, còn thấy chưa? Giới thiệu sơ qua cuốn này. Đây nè, cuốn này là cuốn chỉ yếu nè, nè đây là đó, Trần Quốc Linh nè, đó chúng ta chỉ huy trưởng, là trung đoàn 48,
Nào, chụp hình đi. Đây, trước đã không phan Phan Bắc Nhượng. Còn đây là Trần Khánh Toàn, là cái người huấn điện trong quân trường á, hồi đó quân trường dạy cho các lính sư đoàn 18, là trung úy Trần Quang Việt, trưởng khối vũ khí. Và đây là tất cả là Phan Văn Nghĩa, Phan Quang Nghĩa, đại quý. Nè, con được không? Đó không? Đó, đại quý. Tên ở đây thi quý Võ Tân Tươi là đại đội trưởng phát sinh đó, trưởng khóa 1 Hạ sĩ quan đó nè. Giờ này thi quý Trần Công Tường nè. Còn đây là đại đội khóa sinh, đại đội rồi cũng như đại đội 1, đại đội 2 là ban đại diện, có để chữ luôn đó. Này là ban đại diện rồi nè. Đây nè, có thấy cái hình tôi nè không? Đây cái hình Trần Dận nó có giờ làm dấu nè đó, đó hình đó, đó đó tôi ngồi đó, năm 18 tuổi, thấy không? Đó hình đó đó. Mà đây là tới trung đội 2, này đại đội trung đội 1, trung đội 2, này là trung đội 3. Trung đội 3, đó có để đây trung đội 3, trung đội 4. Trời ơi anh em thương lắm. Nè, đó cái ngày nè, bây giờ đâu tôi đâu biết là nào mất nè, tên những người nè, địa chỉ nè. Đó, địa chỉ hết, có địa chỉ hết trơn. Đó, ở KBC nào, KBC nào, đó có đủ hết. Nên cho đó. Anh dẫn đó, đây là của cuốn kỷ yếu có mỗi người bạn nào trong đây là của chú mà đã hy sinh mà chú nhớ tới giờ. nhớ rồi ông này là mất nhiều lắm. Đây nè, chết trận bom, chết trận trận bom chú kể lại cho những người này xem. À, đó lúc lúc giờ trận bom á, lúc đó giờ trận bom chết là bị tử trận, vẫn tại trận bom nó trận trận bom là sư đoàn 18 này chết nhiều lắm, hy sinh rất là nhiều. Còn mà rồi ông này là bây giờ chắc mất rồi, ông này cũng là bị cục hai giò nổ cháy, bị cục hai giò luôn, quen giáp vũ con giáp cục hai giò luôn lúc đó. Mà đã nhiều lắm cô ơi, nhiều, bây giờ hy sinh nhiều lắm rồi, không có thể nhớ nổi đâu, nó không thể mà cắt nghĩa được. Tại vì có nhiều khi tôi bị thương trước nữa, tôi bị thương trước nữa, thành thử mấy cái này không có còn nhớ được. Bây giờ về mình cũng không nhớ từ được người hết trơn đó. Người nào làm sao này có thấy có phá không? Còn tôi lúc đó tôi ở quận 11 nè, cô thấy hình tôi nè, thấy ông Phan Văn Sinh không? Đó, nó số nhà 17C quận 11 đó, là đây anh em thôn này kia nọ nè, thấy không? Rồi ở bên đây là cái kỷ niệm mà ngày thì đi thể dục, sáng đi thể dục nè, ngoài núi non nè, ở ngoài núi ngang núi gì Bà Rịa Vũng Tàu á, ngoài Long Hải, Long Hải nè, là đây là giá súng, súng trên cái gì sân bay nè. Đó, mình thấy đâu tôi quay cái này, đây là cái kỷ niệm là nhiều nhất, bây giờ không ai còn cuốn này đâu. Đây nè, còn đây là đăng đi nè, tôi là người thứ hai đó, còn với nhóm thứ nhất thứ nhì là tôi đó, người thứ nhì nó ra bãi nè. Đây bắt đầu đi đi xong bắt đầu đi về đó, về chạy, bắt đầu về chạy có để chữ đó nè. Còn đây đang 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 đánh đó, đang là ấy băng đồ, đang vẽ băng đồ đang để đánh đó. Nè, còn đây là cái đánh chơi mà thành thiệt nè, chỗ thấy không, trung đội đang tấn công mà thành thiệt mà nè, bắn bắn mày ổng nằm nè, thấy không, thấy chưa, đó đó nằm đó, nằm chơi mà thành thiệt đó, nó ra nó nằm trước mình luôn, nó có thấy không nè. Nè còn đây nè, nè còn đây nè, học về tắc xạ xuống cối nè, tôi đứng đằng sau này có cái chấm đen đen trên đó đó, cái hình tôi đứng sau đó, thấy không, đang tắc xạ xuống cối, thấy không, đó có cái chấm chấm đen đen đó. Đó tôi còn học trung lớp, trong lớp này tôi ngồi đây nè, nó có chấm xuống này nè, thấy không? Đó. 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 Cái cuốn này là nên là không ai còn đâu. Rồi đây nè, đây là bắt đầu qua khám súng. Đó, khám súng. Đó này, còn đây là cơ bản thao diễn nè, tôi là cái người chốt, là người cuối cùng nè, đó cái hình nè, đó, người cuối cùng. Thấy không? Đó. Thấy không? Đó, còn đây là lúc đi tắm biển, lúc thời gian rảnh rỗi là tổ chức đi tắm biển nè. Tắm biển đơn giản nó đó cũng đầy đủ rồi đó, tắm biển. Rồi đây là thăm nuôi, thăm nuôi lúc đó gia đình đi lên thăm á, mình còn két lúc đó thăm 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 nuôi nè, nó thấy không. Này này là cứu cuốn kỷ yếu, là cuốn này là bị bắt tù binh nè, là chết Lê Văn Được thì bị bắt nè. Này về đi hành quân xong về tắm nè, bị cá sấu là bị gì nó nắm chẳng lôi, đang ngồi thầm thầm chẳng bị lôi nè, lôi nè lên đèn được nè, được đó. Này mấy mấy ông này còn đấy đó, nhưng mà ai trời ơi nè, hồi đó bạn bè ở ngoài Long Hải nè, ra Long Hải nè, lúc ra Long Hải tắm biển rồi đó, ra ngồi chơi chụp hình nè đó. Thấy hình hồi xưa không
đó nè, hình hồi xưa mà lúc này về về nhà mấy anh sau nhà bạn bè chơi cuộc đây Vinh Cô nè, Vinh Cô Long Hải nè, hồi xưa đó cái này là Vinh Cô nha, Vinh Cô nè, còn ở lúc tôi mới mới ra đơn vị nè, nè tôi nè thêm một kiến á đó, bạn bè đó rồi mấy ông này chưa bị thương đó, chú. chưa bị thương, mới về đơn vị đó, mới ra đơn vị nó mới về đơn vị. Còn này là cái cảnh là ở Túc Chân Đồng Xoài, Túc Chân quê ở Túc Chân nè, là dân võng nằm dài 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 đó, Túc Chân tôi thấy tôi nhớ phải lên đường hồi xưa đó, còn thấy gì một tháng là được bao nhiêu chú đó, này nè đó, đó mà một tháng vậy là tương đương với bây giờ là khoảng nhiêu tiền trời, hồi đó có biết mua bao nhiêu vàng không, tôi nghe một tháng có 3,000 mấy nè, mua được khoảng bao nhiêu, 3,000 mấy đó mà con mua biết bao nhiêu, tính giờ không biết mấy cây vàng á, vàng ở đó rẻ đó là mấy nè đó, đó tôi học nè, nè cấp nè, nè tên nè, tên tôi nè, tên thấy không, tên rồi đó thẻ luôn, tạo giờ mấy cái này đâu có ai còn đâu, nó thẳng ra ngày cái ngày quýnh nó đập chết đã đồ 45 tới trả đồ 45 thì lúc đó tầm khoảng 6 giờ sáng 5 giờ rưỡi là được lệnh đi xuống mở đường, đã mở đường từ trên dốc thì xuống xuống đường mở đường thì lúc đó thì cái đơn vị đang đi đi thì nhìn xuống cái đồ 45 xuống cái hãng cà rem bên đây là cái chạy chạy cưa, bên đây là cái hãng cà rem thì tôi nhìn thấy sao gì mà ai chạy qua chờ lợi rất là nhiều. Tôi nói với ông đạo đội trưởng, tôi nói với ông thiếu hiệp, tôi thấy tình hình này là có cái vấn đề thấy lạ lạ rồi đó nè, ở cái chạy cưa dưới bên đây đó. Bây giờ anh cho gọi điện thoại cho Phở Bắc nấu cho vài tô đi, là Phở Bắc là gọi là pháo binh đó. À, nấu cho vài tô là bắn cho vài chàng, bắn vài trái xuống đi, tôi ta thấy tình hình không được thì ông nói trời ơi cái này chắc dân nó đi làm miên, dân đi làm ăn sớm giờ vậy đó, nói à thôi cái chuyện đó của quý làm gì làm đó, tôi chỉ thông báo thôi, còn tất cả anh em nha, chúng đàn nó chuẩn bị nha, quan sát cho kỹ ngay cái chỗ chiếc xe tăng cháy đó, tại vì có chiếc xe tăng cháy mấy chiếc nằm đó. Thì mới vừa nói xong mà vừa xuống đâu khúc nữa là đụng ngay cái hàng cây nè, mấy cái cây bự lắm, cầu thụ bự, thì tôi nghe nó nổ cho miền liền nổ, mà tôi vậy bị thương, nổ là tôi bị thương liền, bị tay bị ngực thì đồ, mà hên là mang đồ đạn cũng rất là nhiều, mà hên không trúng trái nào hết, nó ông bà cũng độ bên đó cũng linh lắm, định bên đó chùa miên cũng linh lắm á. Rồi bắt đầu á tôi cái trái miền tôi nghe nó tách ra rồi, nó tách ra nó tức là đi chụp xuống đó, nó chụp xuống mình đi dưới lại chụp là chết, mà sao trái miền nó nách ra nó không nổ, đi nổ cái miền dưới, mà hên tôi chỉ bị thương là ống quần bình toan rồi nước đồ lủng hết, lủng hết mà không có bị không có sao á, rồi phải cũng thương đổ cho đó. Còn anh em thì khi mà tôi nhìn lại thì nhiều anh em nó nằm rải rác nằm ở trên đường bị cái miền nữa, đầu là mạnh ngay nó bung ra bung nằm sát vô đường hết, mà không dám xuống sâu, xuống sâu nhiều khi người ta gài sát nữa, còn xuống cũng dính nữa. Nói vậy đó, thành thử vô chỗ đó là chúng ngay toàn là gai không, gai mắc cỡ tay á, đuôi không, thì tôi nói chết là sống gì cũng phải lũi vô, tôi bay lũi vô tôi bị nằm trên đây cũng giữ được cái đầu đó thôi, trái dừa nằm đó thôi, xuống đó hết. Rồi á một tay cầm chúng và một tay phải dán môi cào cái dây mắc cỡ tay ra đi, tặng cho cái lỗ sâu xuống được cái mình nó khép xuống, nó chạy cho nó đặt cái súng trong cái hầm cái nó cái thùng rem á, rem dày lắm, đặt súng thượng liên bồng không mà nó bắn bùm nó bắn rải chứ ít, nó rải chịu không nổi đâu, đú là nó bắn chết, mà đứng là nó bắn rải giò rồi té xuống là bể đầu đó. Đó thì còn cái thằng Trung Thế Nam này tôi nói giờ nó nói trong nhà, thứ nhất là ông đi nè, nó đi mở đường mà ông mở cái máy ra vô cho anh chi vậy, cái máy hồi đó cái máy đỏ máy Sony đó. Ông nghe cái gì mà cái lương hay gì để kệ ông lo kìa, cái giờ tay cứ nghe cái tay này cầm súng bắn này. Bắn mà không thấy ai không, có thấy ai mà bắn, nó cầm súng nằm đúc với bùm mà tôi nói rồi ông nằm đây đi, mà đoạn đó lúc nào trong túi có tiền nha, tiền vàng nó không có xài, thằng đó hay lắm. Đi tôi đi chung với thằng lực thằng Lợi, hai đó là Việt Cộng hồi chánh ra, đi ra là Mỹ đưa qua luôn mà đất tội nghiệp thằng Lực cuối cùng đó chết nó thảm đó. Là bắt đầu á ra cái nằm
nằm dài dài cái đang nói ông nội nó bắn tới tôi nghe cắt cùm bùm 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 tôi nghe là chực 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 nghe cái đầu tôi là tại vì đại điên mà tôi đang thằng đại điên mà đây nó cũng chết rồi tôi biểu thằng lính nó biểu mà bây giờ mày đừng có run sợ vậy đó mày cứ lụm mà con nào chết chậm mày lụm hết mày lụm mấy cái dây đạn đi đi mày bẻ cho ngay rồi chứ gỡ mấy cái gai á gỡ mấy cái gai hết cho ngay đi rồi mày đưa đây nói vô đi giữ đây tao cầm cho lúc tao về tao cũng thấy đường cùng rồi đó tôi lột đi tôi bê hết rồi chỉ còn một là hy sinh thôi rồi nó lấy lựu đạn hay sẵn rồi lúc chốt là có gì mình để dưới này nó có lỡ nó chĩa con dao nó lật là nó nổ luôn vậy thôi không còn hy sinh nữa. Mà cho hên ông nội này chết tôi nghe bắn bầm 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 qua cái thằng này nằm nó ôm súng nằm ọt nó đấy đó nghe ọt ọt thì dòm lên cái chỗ này nè thì nó bắn đúng cái đống sắt luôn đó. Đúng sắt cái máy là vụ văng trên đường luôn mà giờ lúc đó làm như thanh nga vẫn còn hát thôi chứ cả chuyện nữa vẫn còn hát cải lương tôi nhớ hoài đó cái kỷ niệm hồi đó rồi cái chiếu nó thôi cái đám sao làm gì làm chứ đâu có ai đi đục tiền đục bạc lấy tầm bảy bạn rồi lo còn mày lo đi tao chạy đâu mà chứ chạy đó mày không chạy là mày chết mày không về với gia đình mấy đó ở miền Tây không à nó mày không về là mày chết đi thằng Sơn hồi đó đỡ là chúng Sơn Khiên rồi Thạch Khả Lan rồi mấy người ở miền cái gì Trà Vinh được không à Trà Vinh Thạch Khả Lan rồi mấy ông đó cũng chịu chơi lắm mấy ông đó cũng chịu chơi đó. Rồi cuối cùng này chết nó thôi bây giờ bất cứ giá nào lúc này kéo vô trong kia lấy đồ ấy là quấn lại liền không để mất xác nó không để mất nha giữ lại liền rồi 1, 2, 3 bắt đầu trên kia pháo binh bắn xuống là bắt đầu tụi càng băng qua đường đồng quánh vô trong cái hãng cái đem á đứng vô đi cái chùa luôn biến cái chùa bự lắm trời ơi quá trời lên khên mấy ổng trong đó quánh lùa ra cánh đồng ruộng luôn cho ôm cho mấy bà dập rồi đằng sau mình á thì xe tăng cháy thì để đi nhà chút tiếp tính sao đó rồi bắt đầu mới giải quyết lần lần mới vô hồi đó chiếc đường 18 chết cũng nhiều chiếc đường 18 mà mấy anh mà đi xe tăng á chết cháy nhiều bị nó bắn 70 cháy rừng rậm quá cao quá trời biết bắt đầu tay mà nó cao mù mịt cô đi vô rồi bà giật giật mà ra nó dài dài không nói có ông đó chết nói bắt đầu sao nhờ cuốn hết rồi tôi sau này á nào vô lùa vô trong đó xong xuôi tôi mới trở ra ra thì ông kia thấy tôi máu tôi cãi quá tôi lấy đồ tôi băng bít cái mặt thì ông thấy đường rồi tôi mới lấy đồ tôi biểu thôi dán đi thì quýnh xong xuôi hết rồi thì đại quý xuống ông nói thôi tôi đưa cho anh xin nó về đi lên nó bay về cho nên đi về chứ nó bị thương cũng nhiều chỗ lắm mà bây giờ không thấy đâu bây giờ không thấy đâu đó, rồi tôi được cái đút về tôi nói thôi giờ mấy ông dán đưa mấy người này về nha không để mất anh em là hết nha là lính của tôi không đó viên bằng trung đội đó. Đưa về tôi về hết còn tôi lên máy bay thì ông mà trong chiếc tay này có cầm cho tôi 500 là tờ con cọp đó tờ giấy con cọp bây giờ con cọp hồi xưa con cọp lúc là giấy con trâu vậy đó con cọp mà xếp kỹ lắm nhét vào áo cái đền cái của dân Mỹ nói nhét vô trọng rồi mà người ta lục lạo người ta lấy vào hết không có tiền xài vô đó thế là chở tôi về bệnh viện Tây Ninh xuống sân bay rồi đàng hoàng xong cái mấy cô ra kè tôi nói thôi được rồi tôi còn đi được tôi bị chút đỉnh thôi còn khổ khiên rồi cái kè vậy, đi về đó tôi về được về nằm ở bệnh viện Tây Ninh có nằm đó đâu có mấy ngày mấy hôm đưa tôi về công hòa ý về bệnh viện bốn trận chiến Bình Dương á Bình Dương về bốn trận chiến khám rồi được ở đây đi cho phép đi về nghỉ 7 ngày nha bây giờ miễn là tôi gấp ra mới thì bây giờ còn sốt rất là nhiều nha vậy thôi đó là cái trận đó là tính đẩy đó mà không sao mà cái trận này nó mới bị là trận ăn điệp đã bắp mới bị nặng đó. Trận đó tôi cũng xong mà tôi thấy là đem đủ đạn vô mà tôi rút chốt rồi đó nha cô chưa mất cái chốt còn chút xong là ghim lại được chứ nằm ở đây nè nó lợi nó bắt buộc nó lợi nó đâu phải nó lật mình nắm cái tay nó nắm đâu nó lấy cái lưu lệ dài nó đâm vô bụp cái nó dứt qua chẳng may mà ở quê mình cái cây mà xăm rôm vậy đó rồi lật qua lựu đạn nổ vậy là mình banh xét nó trên cũng gục xuống mình luôn đó là những cái trận chiến như vậy mà hơn cái độ 45 tôi đã vượt qua được chỗ đó mà đến ngày sau này cái ngày này là cái ngày mà ở bên cát là cái ngày đi tôi đi nhảy thế
chứ tôi đâu có bị thương đâu. Lúc đó thứ nó thơm vàng mấy hạ sĩ quan chết nhiều quá, tôi phải nắm đại đội trinh sát, nắm trung đội này đi như thế, nên như thế tôi đi trung đội nắm như thế, thì ở trên tôi đi ban đêm mà ở Long Khánh đó. Long Khánh đi tàn lên tới trên, có biết đi bên đi ban đêm này. Đi cái đoàn ông qua rồi tới trên tụi không, lúc đó tôi không biết, tới bên cát là tôi không biết ai là dân ai là cái người bên kia nữa, không biết, tại vì ai cũng quấn cái khăn đỏ đỏ chanh xanh, đỏ chanh xanh tùm lum hết, lính cũng vậy đó, lính chừng nửa đỏ khăn con phần bằng đỏ phải không, kia lúc chở khăn bằng đỏ luôn, đâu đâu biết ai đâu, mà ban đêm mới tối đó mới có 3-4 giờ sáng. Bên đây là quận bến cát, bên đây ngó qua này có chợ, giờ không biết ai, tôi cũng cầu an hên xuống được cái chỗ đó, xong bắt đầu mình xuống xe rồi bắt đầu chạy xuống cái dốc nè, thì có dòm thấy nguyên cái cột sắt là nó bị sụp cái đầu xuống, sụp cái đầu tức là xe cộ hôm qua mà mấy cái thùng tôi là bên kia cánh đồng, bên kia là bên kia gọi là An Điền đã tắt, thấy khối lửa nó còn cháy ấp rồi cháy, giờ bên đây phải bắt cái cầu bạn đi qua mà bển cho pháo qua, không có thấy một ngày chết nhiều, còn ngoài kia cô thấy nghe xe rớt xuống là thấy văng lên đây nè, người ta văng lên chúng bệnh sình nha, người ta bị lũ quân không, bị lũ quân đó. Đó. Chết rất là nhiều, cái chỉ đoàn 34 34 38, tôi nhớ hoài 34 38 35 gì đó. Mấy sư đoàn phải mấy cái đơn vị đó, đó. Còn là cái bến cát này bị lũ quân chết rất là nhiều, sư đoàn mà 8 chết, mà có đám mà đi bục hậu sao mà có mấy ông nổi tiếng. Đây hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2023, tôi đã nhận được quà của các hội đã gửi về trao cho tôi, được 3 triệu, được 3 triệu, đây là 6 tấm, 3 triệu. Tôi xin thành thật cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các anh em thương binh, quân lực nhân dân Cộng Hòa ở hải ngoại, tình quân đại gia binh đó, và các người tình, những nhà từ thiện ở trong nước như ngoài nước, tôi thành thật cảm ơn hết và tất cả tình nguyện viên ở dòng chú của Thế nghe, và cha Trương Văn Vũ và cha Hồ Đức Tâm, tất cả nói và các anh em mà đang sinh sống tại nhà viện cô nhi gì đó ở bên đó, xin thành thật cũng chúc sức khỏe hết tất cả nha. Đó, gia đình cha được nhiều sức khỏe, tới lúc nào cũng gia đình được bằng an và hạnh phúc. Đó, cho xin thành thật cảm ơn rất là nhiều. Đó.